What the fuck was that? Oh no! No! Hey hey, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chơi tất cả những phiên bản của The Samurai là mình từng biết. Yeah. Và đầu tiên sẽ là The Samurai của Fenger. Yeah. Let's go. Wow. Nhưng mà rất đẹp và bản đấy có ánh sáng rất là tuyệt vời. Wow, đúng tuyệt vời. Thank you.
giữ nguyên gần như toàn bộ và thêm hiệu ứng và ánh sáng và làm cái cấp độ nó đẹp hơn. Yeah, cảm ơn rất là Fenger. Yes.